lúc sinh ra giờ cháu không được may mắn như các bạn khác. Bố cháu thì giờ cháu không biết bố cháu là ai. Còn mẹ cháu thì hiện giờ cháu không biết đang ở đâu. Mà cháu còn giờ hồi trước thì cháu có cậu, nhưng mà giờ cậu đi làm xa thế nên cậu không ở đây. Giờ cháu phải tự sống với bản thân cháu, tự lập một mình. Trong hoài niệm của mỗi người, giai đoạn tuổi thơ luôn là quãng thời gian tươi đẹp nhất, khi được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Đây là quãng đời mà ai cũng mong muốn được trở lại nếu có thể. Thế nhưng với đứa trẻ mới 9 tuổi này, thì tuổi thơ của em là những tháng ngày cô đơn, lủi thủi một mình trong căn nhà siêu vẹo. Từ lúc mẹ cháu đi đến giờ thì giờ mẹ cháu không về mà không gọi điện lại cho cháu. Con thấy nhớ mẹ mà con giờ con không biết mẹ đang ở đâu. Sinh ra là không được bố mẹ chăm sóc. Lúc đẻ ra thì là ở với bà ngoại thì bà chăm sóc. Thì lúc 3 tuổi thì bà ngoại mất. Thế là ở với cậu thì cậu cũng có gia đình rồi. Các thứ cậu không chăm bẵm được. Giờ đến lúc đi học thì cậu không có nhà, hay là đi học thì biết tự nấu ăn cơm tự một mình, tự vun vào cho một mình bản thân. Từ khi sinh ra, Nguyễn Thành Nhân đã không biết mặt cha. Mẹ để em ở lại với bà, đi làm ăn xa, vài tháng mới về thăm em một lần, cho đến nay thì mất liên lạc, rồi bà cũng qua đời. Em phải lau nước mắt, tự đứng lên sau những đau thương nghiệt ngã của cuộc đời. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, so với những đứa trẻ khác còn mải chơi diều, nhảy dây, đá bóng, vô tư lớn lên trong tiếng cười và sự bao bọc của cha mẹ, thì Nhân đã phải tự lập, tự bươn chải với cuộc sống của mình. Không còn người thân bên cạnh, gần em chỉ có ông trẻ và một vài người bác họ hàng. Nhưng vì ai cũng có gia đình riêng, thì thoảng chỉ chạy sang giúp cho Nhân được ít gạo, ít thức ăn. Hết thì Nhân lại sống qua ngày với những gói mì, hoặc sang nhà ông trẻ ăn nhờ. Hàng ngày thì cháu một mình, cũng nhờ các mọi người hàng xóm để ý. Sáng thì cháu đi học, trưa thì cháu ăn tại trường, sau đấy là buổi tối cháu về một mình thui thủi tự nấu ăn. Có hôm thì có thể là mưa gió cháu sợ, cháu cũng chạy lên trên nhà ông trẻ cách đây hơn một cây. Sáng dậy thì con ăn nấu gói mì, ăn xong rồi đi học luôn. Xong rồi tối về thì để lúc con ăn cơm hoặc là ăn mì. Mồ côi, đó là một sự thiệt thòi quá lớn đối với những đứa trẻ như thế này. Thiếu vòng tay yêu thương của cha mẹ, thiếu những câu nói, cử chỉ chăm sóc dù là nhỏ nhất. Cháu sinh ra không may mắn là có đủ bố, đủ mẹ. Mà hiện giờ
cháu đang phải sinh sống một mình so với lứa tuổi của cháu rất là, thật sự là vất vả cho cháu. Bằng tuổi của cháu ấy thì có phải người phải ăn phải bón, thế nhưng mà của cháu đây thì cháu tự lập hết, một mình cháu tự sinh hoạt và tự sống. Con cảm thấy rất buồn vì khi các bạn của bố mẹ mà con không có ai ở bên, con tự thủ một mình rất buồn. Con rất nhớ mẹ nhưng mà từ lâu rồi mẹ không gọi điện cho con không biết mẹ con ở đâu. Đồ đạc trong nhà em đa số là được họ hàng, các nhà hảo tâm hỗ trợ. Có rau ăn rau, có mắm ăn mắm. Một mình Nhân sống phần lớn nhờ sự trợ giúp của họ hàng cũng như những người hàng xóm láng giềng. Cơn lũ dữ tháng 9 vừa qua đã khiến căn nhà siêu vẹo của em bị sụp đổ. Chỉ còn lại một góc nhà nhỏ lành lặn. Hình ảnh khiến ai cũng rơi nước mắt. Ở địa phương, ai cũng thương tình trước hoàn cảnh khó khăn của Nhân. Mọi người đã hỗ trợ em từ bộ quần áo đến quyển sách và tập vở. Hôm vừa rồi cháu bị sập nhà, tôi là hàng xóm, tôi cũng thương cháu lắm. Tôi cũng chạy qua nhìn thấy cái mái tranh nhà của cháu bị sập hết. Tôi cũng đã gọi là kêu gọi các mạnh thường quân cũng đến và thăm hỏi cháu, trao cho cháu những phần quà và cũng có những nhu yếu phẩm ủng hộ cháu một chút ít, gọi là đồ trong gia đình để cho cháu tiện sinh hoạt. Nhưng dù cuộc sống có khó khăn, vất vả, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, Nhân cũng vẫn cố gắng đến trường. Em luôn hiểu phải đến trường mới có thể làm thay đổi số phận. Nhân luôn ngoan ngoãn nghe lời thầy cô giáo. Hiểu rõ hoàn cảnh của em, nhà trường cũng miễn giảm nhiều khoản đóng góp. Các thầy cô giáo cũng thường xuyên động viên, quan tâm để giúp em được đến trường. Với hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng tôi thấy bạn rất là chăm ngoan, chăm chỉ, học tập khá là tốt. Điều đặc biệt mà tôi thấy là bạn ấy có cái tình cảm rất là lễ phép, kính trọng thầy cô giáo và yêu thương giúp đỡ bạn bè trong lớp. Về phía nhà trường thì cũng đã tạo điều kiện hỗ trợ cho bạn được miễn các khoản đóng nộp trong năm học. Và về trang phục đồ dùng học tập thì cũng đã được có rất nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho bạn. Con thấy bạn Nhân cũng học được và không có bố mẹ ở cùng thì con thấy bạn rất là cô đơn, nhưng bạn ấy có thể tự lo cho bản thân mình khi ở nhà đi học về. Một đứa trẻ sinh ra thiếu tình thương của cha mẹ, tự lớn lên rồi nghị lực cố gắng cắp sách tới trường. Nhưng có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn ngây thơ ấy có một sự khát khao, một ước mơ cháy bỏng về một mái ấm gia đình hạnh phúc. Một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày khác. Cậu bé Nguyễn Thành Nhân lại đi bộ đến trường. Quãng đường gần 2 km thôi, nhưng với Nhân thì đó là con đường hạnh phúc, con đường hy vọng giúp em tìm kiếm tương lai để thay đổi số phận của mình. Mơ của con là con sẽ học thật nhanh và học thật giỏi, mà lớn lên có thể kiếm tiền nuôi bản thân mình. Trong cuộc đời, có người tô vẽ ký ức của mình bằng màu hồng, có người tô vẽ màu xanh. Thế nhưng với hoàn cảnh lá chưa lành như em Nguyễn Thành Nhân ở tổ 2 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang này, ký ức của cậu bé này là những mảng màu xám. Nhưng ở em, cho chúng ta thấy một cậu bé không đầu hàng trước số phận. Nắn nót từng nét chữ trên tập vở trắng, thêm phần cảm phục trước nghị lực, sự hồn nhiên của em. Mong mọi điều tốt đẹp đến với Nguyễn Thành Nhân trong tương lai.